phát sóng VTV3 ngày 21 tháng 4 năm 2020. 5 giờ, phim truyện Những Nàng Dâu Nổi Loạn, tập 4. 5 giờ 50, Quà Tặng Cuộc Sống, Hermon và Hanver. 6 giờ, Ẩm Thực Kỳ Thú. 7 giờ, Cà Phê Sáng. 8 giờ, Xả Si Chết, Nợ Cả Thế Giới. 8 giờ 15, Trái Tim Cho Em, Phòng Ngừa Dịch Cho Trẻ Mắc Tim Bẩm Sinh. 8 giờ 30, Khám Phá Thế Giới, Dấu Ấn Vỏ Quýt Khô, tập 1. 9 giờ, phim truyện Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp, tập 3. 10 giờ, Chiến Sĩ 2020. 10 giờ 50, Nhà Nông Vui Vẻ. 11 giờ 5, Phụ Nữ Là Số 1, Tham Thì Thâm. 11 giờ 20, phim truyện Hoán Đổi Số Phận, tập 76. 12 giờ, phim truyện Để Âm Nhạc Cất Lời, tập 16. 12 giờ 50, Vui Sống Mỗi Ngày. 13 giờ 45, phim truyện Bí Mật Cây Cầu Cũ, tập 727. 14 giờ 40, Giai Điệu Tự Hào, Gió Và Tình Yêu Thổi Trên Đất Nước Tôi. 16 giờ 25, Âm Nhạc Việt Nam Những Chặng Đường. 16 giờ 50, Mỗi Ngày Một Niềm Vui. 17 giờ 10, Khu Dân Cư Rắc Rối, tập 235. 17 giờ 20, phim truyện Mẹ Chồng Nàng Dâu, tập 6. 18 giờ 10, phim truyện Ngược Dòng, tập 54. 18 giờ 50, Vitamin Chống Covid-19. 19 giờ, Thời Sự. 20 giờ, phim truyện Hạnh Phúc Đầu Tự Có, phần 1. 20 giờ 30, Ai Là Triệu Phú. 21 giờ 20, Sắc Màu Phái Đẹp. 21 giờ 30, phim truyện Tình Yêu Và Tham Vọng, tập 10. 22 giờ 20, Quà Tặng Cuộc Sống, Đứa Trẻ Bị Mất Tích. 22 giờ 30, phim truyện Anh Hùng Phương Thế Ngọc, tập 12. 23 giờ 20, Hành Trình Di Sản, Chi Lăng Bên Dòng Lịch Sử. Lịch phát sóng VTV6 ngày 21 tháng 4 năm 2020. 5 giờ, Khám Phá Thế Giới, Thế Giới Hoang Dã, tập 2, Thác Đổ. 5 giờ 30, Thể Thao, Bình Luận Thể Thao. 6 giờ, Ghế Không Tựa, số 16. 6 giờ 30, Nhịp Đập 360 Độ Thể Thao. 7 giờ 15, Thể Thao, Các Trận Tứ Kết Giải Cầu Lông Indonesia Mở Rộng 2019. 8 giờ 45, phim truyện Những Cô Gái Trong Thành Phố, tập 30. 9 giờ 15, Thời Tiết. 9 giờ 30, Khám Phá Thế Giới, Những Kỹ Thuật Không Tưởng, tập 2, Cây Cầu Rion, Antirion, Hy Lạp. 10 giờ 30, Video Storm, Bạn Đã Xem Chưa, số 5. 11 giờ, phim sitcom Bó Tay .com, tập 7, tập 8. 11 giờ 30, VTV Sport News. 12 giờ, Bữa Trưa Vui Vẻ. 13 giờ, Thể Thao, Tạp Chí Thể Thao Tốc Độ. 13 giờ 30, Những Phụ Nữ Có Gu. 14 giờ, phim truyện Những Cô Gái Trong Thành Phố, tập 30. 14 giờ 45, Khám Phá Thế Giới, Một Ngày Khám Phá, tập 1. 15 giờ 30, Chuyến Đi Màu Xanh, số 18. 16 giờ, Khám Phá Việt Nam, Độc Đáo Nghệ Thuật Múa Trống Đu. 16 giờ 15, Alo Sĩ Tử. 16 giờ 30, Người Được Chọn. 17 giờ, Khám Phá Thế Giới, Thế Giới Hoang Dã, tập 2, Thác Đổ. 17 giờ 30, phim sitcom Những Thiên Thần Nhà S6, tập 3, tập 4. 18 giờ, VTV Sport News. 18 giờ 30, Bản Tin Thế Hệ Số. 19 giờ, phim truyện Ngày Ấy Mình Đã Yêu, tập 23. 19 giờ 45, phim truyện Ngày Ấy Mình Đã Yêu, tập 24. 20 giờ 30, VTV Kết Nối. 20 giờ 45, phim truyện
Độc Cô Hoàng Hậu tập 46. 21:30, cuộc đua không dừng lại, số 5. 22:00, 360 độ thể thao. 22:35, bản tin thế hệ số. 23:00, chuyến đi màu xanh, số 18. 23:30, thể thao, tạp chí thể thao tốc độ.